Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 9, 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con tu nữ tịnh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 1 2021 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng. Bài 86 Angulimala Sutta, phân đoạn 46 đến 420 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải và mời đạo chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tạo. Và chúng con xin kính thỉnh cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tathāgata. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành. Dạ, sao thủ chúng con thượng tọa Minh Hạnh và bài học hôm nay Trung Bộ Kinh, bài kinh 86, kinh Angulimala Sutta, phân đoạn 46 đến 420 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy. Và giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tathāgata. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Đã mấy ngày qua chúng tôi gặp trục trặc cái đường nét. Hôm nay đường nét tốt như vậy là cũng mừng. Nam mô Bụt Tathāgata. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào chư tôn đức và kính chào quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, người Phật tử chúng ta không ai xa lạ gì, chúng ta không có xa lạ gì với cái tên gọi Angulimala. Chữ Angulimala, Mala là người có vòng qua, Mala là vòng qua, Angulimala là người có vòng qua bằng ngón tay. Thật ra thì Angulimala tên thật là Ahimsa, là vô não,
hay là bất hại, vốn là người hiền lành, tư chất thông minh. Nhưng vì vị thầy dạy bị học trò gièm pha nên đã hướng người học trò văn võ toàn tài này trở thành người cụ sát để luyện phép thuật. Thực tế là để chỉ là một cách để gián tiếp tiêu trừ người học trò bất hạnh này mà thôi. Nhưng mà may mắn cho Angulimala gặp được ẩm quá hoàng lương. Sau này ngài đã trở xuất gia và trở thành vị A-la-hán. Ở trong bài kinh này có nhiều kịch tính, mang nhiều kịch tính. Từ sự kinh ngạc của đức vua Vasenadi cho đến sự phẫn nộ của những người dân khi mà người đi khất thực, và ngài Ma Lát cũng đã thể hiện cái tâm bi đối với người thiếu phụ, người sắp sanh đang trên đường đi khất thực của ngài, vân vân. Từ bài kinh này chúng ta sẽ được nghe những cái giai thoại rất thú vị. Và bài kinh hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Bây giờ trước nhất xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh văn của bài kinh hôm nay, sau đó xin cùng tỉnh Thượng tọa Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thứ lần hai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tại Siêu. Con xin phép đọc bài kinh 86, kinh Angulimala. Angulimala xuất tác, phân đoạn 416 đến 420. Kinh Angulimala lại là một câu chuyện mang những gì ghi trong bài kinh này đã trở thành đề tài tạo nhiều cảm hứng cho hội họa, điêu khắc, kịch nghệ, phim ảnh nhiều thế hệ về sau này cho đến tận hôm nay. Angulimala, Hán âm là Ương Ma Quật, có nghĩa là tràng hoa bằng ngón tay, là biệt danh người ta đặt cho một tướng cướp cuồng sát tên là Ahimsa, vô não. Vốn là người hiền lành, tư chất thông minh, nhưng do vị thầy dạy bị gièm pha nên đã hướng người học trò văn võ toàn tài trở thành một người cuồng sát để luyện phép thuật. Thực tế chỉ là một cách gián tiếp tiêu trừ người học trò bất hạnh. May mắn cho Angulimala gặp được đấng đại bi, được cảm hóa hoàng lương. Một điểm thú vị là tên gọi Angulimala là hỗn danh, người đời gọi tướng cướp cuồng sát. Nhưng sau khi đi xuất gia, tên gọi này vẫn tiếp tục được sử dụng. Phân đoạn 416, một người cuồng sát. Ahimsa vốn là một người thông minh và hiền lành, vì nghe theo sự hướng dẫn có ác ý của chính vị thầy mà mình kính trọng, trở thành một người cuồng sát. Với sự thông minh và thể chất tráng kiện, con người này đã khiến bao người bị chết thảm. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Sa Quách Thí Chetawana ở tỉnh xá ông Anathapindika, các cô đọc. Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc vương Vasenadi Batuna, nước Kosala, có tên cướp Angulimala, một thợ săn tay vấy máu, sát hại bảo tàng,
không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ, do nó luôn giết người, mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Sawatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở Sawatthi xong, ăn xong, dọn dẹp sàn tọa, cầm y bát, Ngài quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người bộ hành, Bhattavino, thấy Thế Tôn đang đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Thấy vậy, liền bạch Thế Tôn, thưa Sa Môn, chớ có đi trên con đường này, thưa Sa Môn, trên con đường này có tên cướp Angulimala là một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bào tàng, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Nó do nó luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Thưa Sa Môn, trên đường này có 10 người, 20 người, 30 người, 10 người tụ họp lại, tụ họp rồi rồi cùng đi. Tuy vậy, họ rơi vào tay của tên cướp Angulimala. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi đường, bạch Thế Tôn, thưa Sa Môn, chớ có đi con đường ấy, vân vân, như trên, vân vân, rơi vào tay của tên cướp Angulimala. Lần thứ hai, Thế Tôn vẫn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi đường, bạch Thế Tôn, thưa Sa Môn, chớ có đi con đường ấy, như trên, rơi vào tay của tên cướp Angulimala. Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Phân đoạn 47. Ai là người thật sự dừng lại giữa đời này? Một người chạy theo cuồng vọng rất khó để khuyên can. Hình ảnh khoan thai của Đức Phật và lời khai thị đúng lúc đã khiến con người mù quáng đó dừng lại cuộc chạy đuổi tạo bạo ác. Kinh văn: tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, sau khi thấy liền nghĩ, thật vi diệu thai, thật hy hữu thai, con đường này cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người tụ họp lại rồi cùng đi, tuy vậy chúng vẫn rơi vào tay của ta. Này người Sa Môn này, chỉ có một mình, không có người thứ hai lại đi đến, hình như do một sức mạnh gì, vậy ta giết hại mạng sống của người Sa Môn này. Rồi tên cướp Angulimala lấy kiếm và tấm khiên, đeo cung tên vào và đi theo sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực một cách làm cho tên cướp Angulimala giàu cho đi với tất cả tốc lực của nó, cũng không thể bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc lực bình thường. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ, thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, ta trước đây đuổi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả tốc lực của ta, cũng không dễ kịp Sa Môn này đang đi với tốc lực bình thường. Nó thưa với Thế Tôn, hãy đứng lại Sa Môn, ta đã đứng rồi, này Angulimala, và ngươi hãy đứng lại. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ, những Sa Môn thích tử này là những người nói sự thật và chấp nhận sự thật. Và Sa Môn này dẫu cho đi lại, nói ta đã đứng rồi, này Angulimala, và ngươi hãy đứng lại. Vậy ta hãy hỏi vị Sa Môn này. Rồi tên cướp Angulimala với bài kệ nói với Thế Tôn, ngươi đi lại nói ta đã đứng rồi, ta đứng, ngươi nói sao ta không đứng. Sa Môn, ta hỏi về ý nghĩa này, sao ngươi đứng lại còn ta không đứng. Angulimala, ta đã đứng rồi, với mọi chúng sanh ta bỏ trượng kiếm, còn ngươi hữu tình không tự kiềm chế, do vậy ta đứng còn ngươi chưa đứng. Đã lâu tôi kính bậc đại tiên nhân, nay Sa Môn này bước vào đại lâm,
Không lâu tôi sẽ đoạn trừ ác pháp sau khi được nghe pháp kệ của ngài. Nói xong, tên cướp liền quăng bỏ kiếm, quăng bỏ khí giới xuống vực thẳm sâu. Tên cướp đảnh lễ dưới chân thiện thệ, ngay tại chỗ ấy sinh được xuất gia. Đức Phật từ bi bậc đại tiên nhân, đạo sư nhân giới cùng với thiên giới, ngài đã trả lời thiện lai tỷ kheo, uy đức tỷ kheo ngài xác chứng. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Angulimala là sa môn tùy tùng bắt đầu du hành đi đến Sawatthi và tuần tự du hành. Thế Tôn đến Sawatthi, ở đây Thế Tôn trú tại Sawatthi Chetawana tại tỉnh xá ông Anathapindika. Phân đoạn 48. Sự hoảng hốt của một vị vua với binh hùng tướng mạnh, chỉ với tiếng đồn về con người cực ác nhưng hết sức tinh nhuệ cũng khiến nhà vua hoảng hốt. Kinh văn: lúc bấy giờ tại cửa nội cung vua Basenadi nước Cô Xá Lá, một số đông quần chúng tụ họp lại, cao tiếng lớn tiếng nói lên: tâu đại vương, trong lãnh thổ đại vương có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn bàn tay vấy máu, sát hại bào tàng, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người, đại vương hãy tận xuất nó. Rồi vua Basenadi nước Kosala với khoảng 500 con ngựa sáng sớm đi ra khỏi Sawatthi, đi đến tỉnh xá, đi xe đến chỗ nào còn đi xe được, rồi vua xuống xe, đi bộ đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với vua Basenadi xứ Kosala đang ngồi một bên: thưa đại vương, có phải vua Seniya Bimbisara nước Mangyatha tức giận với đại vương, hay các người ở Lichawi ở Wesali, hay một đại vương nào khác? Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ Magatha không có tức giận với con, không phải các người ở Lichawi ở Wesali, cũng không phải có địch vương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con có tên cướp là Angulimala, một thợ săn bàn tay vấy máu, sát hại bạo tàng, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thể tận xuất nó được. Napati Se Thi Sa Mi, thưa đại vương, nếu đại vương được thấy Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn ngày một bữa, sống phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện pháp, đại vương sẽ làm gì với Angulimala? Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ hay đứng dậy, hay đưa ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn sự cúng dường Angulimala, tức là y phục, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh, hay chúng con bảo hộ vệ, hộ trì đúng pháp. Nhưng Bạch Thế Tôn, từ đâu một người phá giới, làm các ác pháp lại có thể trở thành giữ giới, biết chế ngự như vậy? Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với vua Basenadi: thưa đại vương, đây là Angulimala. Vua Basenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua Basenadi nước Kosala hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược, bèn nói với vua Basenadi nước Kosala: chớ có sợ hãi thưa đại vương, chớ có sợ hãi thưa đại vương, ở đây không có gì đáng sợ hãi cho đại vương. Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của vua Basenadi nước Kosala được tan biến. Rồi vua Basenadi nước Kosala đến gần tôn giả Angulimala. Sau khi đến, thưa với tôn giả Angulimala: thưa tôn giả, có phải tôn giả là Angulimala? Thưa phải đại vương. Thưa tôn giả, phụ thân tôn giả thuộc dòng họ gì? Mẫu thân thuộc dòng họ gì?
Thưa đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ Gắt Giá, mẫu thân tôi thuộc dòng họ Mantani. Thưa tôn giả, mong tôn giả Gắt Giá Mantaniputta được hoan hỷ. Tôi sẽ cố gắng lo bốn sự cúng dường là y phục, ẩm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh cho tôn giả. Lúc bấy giờ tôn giả Angulimala theo hạnh ở rừng núi, đi khất thực mà ăn, sống chỉ với ba y. Rồi tôn giả Angulimala nói với vua Bassê Na Đí nước Sukosala: "Thôi vừa rồi, thưa đại vương, tôi đã đủ ba y." Rồi vua Bassê Na Đí nước Kosala đi đến gần Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, vua Bassê Na Đí nước Kosala bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn lại nhiếp phục được người không thể nhiếp phục, làm cho an tịnh được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được người không có thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đối với người con không thể nhiếp phục với gậy, với kiếm, Thế Tôn đã có thể nhiếp phục được với không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải làm. Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời." Rồi vua Bassê Na Đí nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân binh hữu hướng về ngài ra đi. Phân đoạn 49, sức mạnh của một lời chân thật. Một lời rất thật nhưng không phải nói. Kinh văn: Rồi tôn giả Angulimala vào buổi sáng đi cầm y bát, đi vào Sawatthi để khất thực. Trong khi đi khất thực từng nhà một ở Sawatthi, tôn giả Angulimala thấy một người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch và đau đớn. Thấy vậy, tôn giả suy nghĩ: "Thật đau khổ thay các chúng sanh, thật đau khổ thay các chúng sanh." Rồi tôn giả Angulimala sau khi đi khất thực ở Sawatthi, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Tôn, rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, ở đây con vào buổi sáng đắp y cầm bát, đi vào thành xong, bạch Thế Tôn, ở đây con vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào thành sau quất thể khất thực. Bạch Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở sau quất thì con thấy một người đàn bà đang sanh đẻ rất nguy kịch đau đớn. Thấy vậy con suy nghĩ: thật đau khổ thai các sanh, thật đau khổ thai các chúng sanh. Này anh Gulimala, ông hãy đến Sawatthi. Sau khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: Này bà chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy bà được an toàn và sanh đẻ an toàn. Bạch Thế Tôn, nếu vậy thời con đã cố ý nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cố ý giết hại mạng sống rất nhiều chúng sanh rồi. Vậy thì này anh Gulimala, ông hãy đi đến Sawatthi. Sau khi đến, hãy nói với người đàn bà ấy như sau: Này bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy bà được an toàn và sanh đẻ an toàn. Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tôn giả Angulimala, sau khi vân đáp Thế Tôn đi đến Sawatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy như sau: Thưa bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh. Mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Và người đàn bà được an toàn, sanh đẻ an toàn. Rồi tôn giả Angulimala sống một mình viễn đi, không phân vật, nhiệt tâm, tinh cần. Và không bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng của các phạm hạnh. Mà vì mục đích này, các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm, đã làm. Từ nay không còn trở lui đời này nữa, vị ấy biết như vậy, và như vậy tôn giả Angulimala trở thành một vị A-la-hán nữa. 419. An nhiên trước quả của nghiệp đã làm. Dù đã hoàn toàn giải thoát phiền não, nhưng với thân ngũ uẩn hữu dư, tôn giả Angulimala vẫn gánh chịu những quả khổ cho đến khi viên tịch. Tất nhiên tâm của ngài không dao động. Kinh văn. Rồi tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sawatthi để khất thực. Lúc bấy giờ, một cục đất do một người ném rơi trên thân tôn giả Angulimala, rồi một cây gậy do một người khác quăng rơi trên thân tôn giả Angulimala, rồi một hòn sỏi do một người khác quăng rơi lên thân tôn giả Angulimala. Rồi tôn giả Angulimala bị lỗ đầu, chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Angulimala từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với tôn giả Angulimala: Hãy khâm nhận, này Bà La Môn, hãy khâm nhận, này Bà La Môn, ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Rồi tôn giả Angulimala sống độc cư, hiện cảm thọ được giải thoát lạc. Và trong lúc ấy nói lên lời cảm khái sau đây: Ai trước phóng vật, sao không phân vật, sáng chói đời này như răng thoát mây. Ai làm ác nghiệp nhờ thiện chặn lợi, sáng chói đời này như răng thoát mây. Niên thiếu tỳ kheo trung thành Phật giáo, sáng chói đời này như răng thoát mây. Mong kẻ địch ta nghe giảng pháp thoại, mong kẻ địch ta trung thành Phật giáo, mong kẻ địch ta thọ lãnh chánh pháp, thân tâm an tịnh, san sẻ mọi người. Mong kẻ địch ta từ bậc thuyết nhẫn, từ bậc tán thán vô oán hận tâm, thời thời nghe pháp y pháp hành trì. Một người như vậy không có hại ta, cũng không làm hại một người nào khác. Vì ấy sẽ chứng tối thượng tịch tình, hầu trì mọi người, kẻ tham người không, như người dẫn nước, hướng dẫn nước chảy, như kẻ làm tên, công thân tên, như người thợ mộc uốn nắn cây gỗ. Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình, có kẻ được điều bởi gậy, roi móc, riêng ta được điều không gậy, không kiếm, bởi bậc như vậy. Ta tên vô hại, trước ta sát hại, nay được chánh danh. Vì chẳng hại ai, trước ta được tên Angulimala, bị nước thác cuốn, ta quy y Phật. Trước tay vấy máu, danh xưng Angulimala, xem ta quy y. Đoạn dây sanh tử làm nghiệp như vậy, phải sanh ác thú khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng. Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng vật,
còn người có trí giữ không phóng dật, như giữa tài sản tối thượng, tối quý, chớ mê phóng dật, chớ mê dục lạc, giữ không phóng dật, luôn luôn thiền định, chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng. Hiện nay ta đến, không đi lạc hướng, không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Giữa chân lý được khéo giảng dạy, chân lý ta theo, chân lý tối thượng. Hiện nay ta đến, không đi lạc hướng, không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Ba minh ta chứng, Phật lý viên thành. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trời Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Tri, sự viện thông cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý bài cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Bài học hôm nay đó thì đây là một cái bài kinh trung bộ rất là đặc biệt. Nói về một cái vị trưởng lão Angulimala đệ nhất về cái tâm từ. Bài kinh số 86 này đó thì cho chúng ta thấy rất là nhiều và những kịch tính. Chúng ta thấy vua cùng với quân tướng nhiều đoàn như vậy, còn người ta tập trung lại nhiều người như vậy, nhưng mà khó mà qua khỏi được cái khu rừng khi Angulimala đã tự kiếm để làm được cái điều mà ông thầy hại mình mà muốn đạt cho được, bằng cách là kiếm được 1.000 cái ngón tay. Mỗi người chết rồi Angulimala chặt lấy một ngón tay và sâu trở thành một cái sâu chổi tràn qua. Đó là một trong 8 cái vật lực mà chúng ta vào chùa Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta cũng thấy có một người cầm cướm giơ lên, có một người phụ nữ và có một vị sa môn, đó là Đức Phật, đi và Angulimala rượt đuổi theo. Khi mà nói về Đức Phật thì chúng ta nói về như là thiên nhãn thông hay là sanh tử trí, thiên nhị thông hay là tha tâm thông với tâm mình biết được tâm chúng sanh, hay là túc mạng thông với hiểu biết được nhiều đời nhiều kiếp. Với thần thông là Đức Phật này có thể du hành như cách mà đồ Angulimala, dù ngày bước từng bước nhưng mà Angulimala vẫn chạy thục hơi, cũng không có thể nào rượt đuổi kịp. Hay là Lậu Tận Minh là Đức Thế Tôn ngày hết lậu hoặc phiền não. Với Bát Minh hay là Lục Thông hay là Tam Minh đó, thì Đức Thế Tôn ngày đã dùng Phật lực đó để độ những chúng sanh mà ở trong kinh văn nói lên, như là cái bài kinh Angulimala này. Thì chúng ta thấy có một số kinh sách của Bắc truyền thì nói rằng chỉ giết 100 người. Nhưng mà chúng ta nghe ở trong đây thì chúng ta sẽ thấy biết rằng giữa hai thành phố mà người ta sợ người ta bỏ thành quan luôn, thì quý vị biết rằng cái số người đó rất là nhiều, chứ không thể nào mà 100 được. Những cái quốc độ như vậy mà trở thành không quốc độ, những cái thị trấn thành không thị trấn, những cái làng mạc mà trở thành không làng mạc vì cái người Angulimala này. Nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng vị này là một cái vị có khả năng để đắc đạo quả trong kiếp này. Thầy ác tâm muốn triệt hạ hay là mượn người khác giết cái người học trò mình. Nhưng mà với cái người học trò là tướng cướp Angulimala, vì là người hữu phước, hữu duyên. Và Đức Phật, Ngài cũng thấy được nếu mà Angulimala mà giết mẹ mình thì lọt vào cái trọng tội, ngũ nghịch đại tội, thì không thể nào mà có thể chứng đắc đạo quả được. Và Đức Thế Tôn Ngài đã vào ở trong cái khu rừng này
Và Ngài vào như vậy thì rất là nhiều người thấy Ngài đi con đường mà dẫn vào rừng đó, thì họ đều tìm cách để họ cản. Họ nói đủ cách hết. Nhưng mà những người đó họ không biết được cái Phật lực. Ông cũng vẫn, và Đức Thế Tôn Ngài cũng vẫn đi vào cái khu rừng đó để cho Angulimala thấy Đức Thế Tôn mà không giết hại mẹ mình, vì muốn giết một người nữa thôi, mà Đức Phật là người để đủ 1000 ngón tay để luyện những cái chú thuật tà vậy, theo cái lời của người thầy tuyên truyền như vậy, dạy dỗ như vậy, một cách dạy học trò để tìm cách để người khác giết. Nhưng mà Angulimala, dù chúng ta biết rằng trong kinh mô tả là Ngài Angulimala có sức khỏe rất là kinh khủng, có thể làm nói rằng những cái vị mà mình được coi kinh đó, thì mình nói rằng những vị học hành được những cái pháp độ đó, trở thành những cái vị thinh văn thượng thủ đó, như là Ngài Angulimala cũng là một trong 80 vị cao đồ đó, thì phải hành những cái pháp độ rất là đặc biệt và đưa đến cái đạo quả cho mình. Và chúng ta cũng hiểu rằng vì như vậy nên Đức Thế Tôn Ngài đã đi vào trong rừng Angulimala, thấy Đức Thế Tôn thì bỏ mẹ mình và quyết chí theo Ngài để giết hại Ngài. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài đã dùng thần thông, dù Ngài bước từng bước khoan thai, nhưng mà Angulimala với cái sức lực cường tráng, với thân thể khỏe mạnh, với cái sức rượt đuổi tốc lực như vậy, nhưng mà cũng không thể nào rượt đuổi kịp Đức Phật. Và khi mà nói lên những cái ý nghĩa, Đức Thế Tôn Ngài nói Ngài đã đứng rồi, ngươi là người chưa đứng. Nhưng mà ý là Đức Thế Tôn Ngài cho Angulimala biết nghiệp ác hay là theo ý hành ác đang dẫn mình vào trong khổ cảnh, trong luân hồi, trong đọa xứ. Còn Đức Thế Tôn Ngài đã dừng đứng thân khẩu ý hành với lậu hoặc phiền não không còn, nên Ngài thật sự là Ngài đã không còn đi trong luân hồi nữa. Những cái ẩn ý rất là đặc biệt ở trong câu Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời, và Angulimala đã quăng bỏ trượng kiếm cung tên, đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và đã được Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết giảng. Và Angulimala đã nghe xong, đã xuất gia bằng cái cách là Ehe Bhikkhu, thiện lai tỳ kheo. Thì quý vị cũng biết rằng thường thì trong những cái mùa lễ hội tăng y chúng ta vẫn nghe duyên lành của những mà làm thí chủ tăng y Kadina đó. Thì sau khi mà trong vòng luân hồi mà gặp được Đức Phật, Đức Thế Tôn Ngài xét cái duyên lành vị này đủ khả năng đạt quả A-la-hán và có phước duyên trong quá khứ đã từng thực hành lễ tăng y Kadina đến chúng tăng, thì Đức Thế Tôn Ngài sẽ cho xuất gia bằng thiện lai tỳ kheo, hãy lại đây. Thì vị đó sẽ có tóc sẽ rụng và y phục sẽ có 8 món vật dụng của vị tỳ khưu, như là y, tọa cụ, đồ lược nước, hoặc là kim chỉ, bát và y đầy đủ hết, và được xuất gia bằng cái cách là không cần phải trạo tóc. Thì chúng ta cũng thấy như là Ba Hí Giá cũng đắc quả A-la-hán, nhưng mà không có tìm được y và bị bọ mộng hút chết. Hoặc là Đức vua ở một cái xứ mà cũng nghe Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng ở trong cái lò gốm, cũng đắc đạo quả, nhưng mà đi tìm y lại không có được và cũng bị con bọ mộng hút chết. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị cũng nghe pháp, cũng giác ngộ, nhưng mà lại không được xuất gia như là Ba Hí Giá hoặc là Vua Bút của Sa Tý. Thì chúng ta thấy rằng cái đó cũng là một cái duyên, đó cũng là một cái duyên nghiệp mà Đức Thế Tôn Ngài biết được. Nhưng mà Angulimala thì xuất gia bằng thiện lai tỳ kheo, đây là một điểm cũng rất là đặc biệt trong cái bài kinh này. Khi học những bài kinh này thì chúng ta cũng nên để ý và nhớ với cái thiện pháp quan hỷ
trong lễ hội tăng y mà có dịp chúng ta đã bỏ công bỏ của, bỏ tiền bỏ bạc ra để lo cho một cái lễ tăng y đó. Chúng ta hãy suy nghĩ và chúng ta cũng hoan hỷ cái thiện nghiệp của mình làm, đó là những cái ba la mật hạnh để dung bồi cho mình trong vòng tương lai. Chúng ta gặp được Đức Phật dù ở dưới cái hình thức nào, nên chúng ta không thấy tôn giáo nào đặc biệt như là Phật giáo. Phật giáo thì độ tướng cướp cũng có, vũ nữ, kỹ nữ, rồi làm mê, làm thuê, làm mướn, ở đợ, cạo tóc, vua chúa hay là quan quyền gì, bất luận giai cấp nào Đức Thế Tôn cũng độ, và giai cấp nào cũng trở thành những vị A-la-hán. Chúng ta thấy như Lô Sát Cá là một người rất là khó tìm được bữa ăn được hoàn mỹ, nhưng mà cũng đắc đạo quả A-la-hán. Hay là chúng ta thấy rất là nhiều những cái người mà họ là người quét rác, là những người hốt phân, họ muốn tránh né Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn ngày vẫn tìm cách để tế độ họ. Nói lên một cái điểm cho chúng ta biết rằng trong vòng luân hồi đó, chúng ta tạo thiện nghiệp đó là duyên lành cho chúng ta, và trong những cái kiếp tái sanh đó, không mình sẽ sanh vào giai cấp nào cũng không biết rằng mình sẽ ở trong cái trường hợp nào được Đức Thế Tôn ngày tế độ. Nhưng mà chúng ta tin chắc rằng một điều là thiện pháp mà chúng ta đã tạo, cái pháp mà chúng ta đi, đó là nhân là duyên để Đức Thế Tôn ngày sẽ tế độ chúng ta trong những cái kiếp luân hồi như vậy. Nên ở đây thì chúng ta thấy tôn giả Gulimala đã được xuất gia và đã thành sa môn rồi, nhưng mà ngài đi khất thực đó vẫn bị mọi người dùng cây đá để mà quăng ném ngài. Thì quý vị biết rằng cái hiện báo nghiệp thì ngài cũng vẫn phải nhận cái sanh báo nghiệp, ngài không còn nữa, vì sau kiếp sống này ngài là vị ảo hán, ngài không luân hồi, ngài không còn bị sanh báo nghiệp. Và hậu báo nghiệp là những kiếp về sau sau này nữa phải rơi vào địa ngục ngã quỷ đó, thì ngài cũng không còn. Như vậy thì chúng ta biết rằng với cái hành động mà ngài giết hại chúng sanh như vậy đó, nhưng mà ngài đã tu tập với lời dạy của Đức Phật, với duyên lành của ngài, với cái sự dạy của Đức Thế Tôn, với cái sự tinh tấn nỗ lực của ngài, và ngài đã trở thành vị A-la-hán. Ngài chỉ còn cái hiện báo nghiệp là những cái hành động thiện ác nào có khả năng cho quả ngay trong kiếp này thì ngài chịu thôi, sanh báo nghiệp không còn nữa, hậu báo nghiệp không còn nữa. Thì như vậy á, để chúng ta thấy rằng đạo Phật nói về nghiệp, nhưng mà đạo Phật nói rằng đạo quả nó có thể vượt khỏi nghiệp lực, vượt thời gian, vượt không gian, vượt tất cả. Đó là tâm đạo và tâm quả. Bởi vì khi chứng đắc được đạo đó, thì tu được quần đó, thì mình không còn buộc vào bốn đọa xứ nữa. Dù có luân hồi bảy lần nhưng mà cũng không rơi vào bốn đọa xứ. Với cái thánh đạo tu được quần thánh quả, tu được quần quả đó, thì chúng ta chỉ sanh vào trời người cho đến bảy lần, hoặc là một lần, hoặc là năm, từ hai đến năm lần, tùy theo mình tu thiền quán hay thiền chỉ nhiều, mình tùy theo mình đắc đạo quả mau hay chậm. Như vậy thì chúng ta thấy đây là một điều mà ngài đã hành trì, và ngài với cái từ tâm, chúng ta thấy phụ nữ mà vì sợ hãi ngài đó mà họ ở trong cái hàng rào họ chuyển dạ, nhưng mà họ rất là đau khổ, và ngài thấy như vậy, ngài động lòng thương, và ngài là đệ nhất về tâm từ. Ngài khởi lên cái từ tâm muốn cho cái người phụ nữ này được được mẹ tròn con vuông, mọi điều được tốt đẹp, nên về bạch hỏi với Đức Phật, và Đức Thế Phật ngài đã nói lên, nhưng mà ngài nghĩ rằng nếu mà nói ngài không có giết người đó thì ngài sẽ bị ngài cảm thấy đó là không có đúng, vì ngài đã giết. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng từ ngày bước chân vào trong cái dòng thánh, hay là chúng ta hiểu từ ngày mà ngài xuất gia làm tỳ khưu đó, thì ngài không có một cái tư tưởng ác nào, mong với cái chân thật này cho người mẹ và đứa con được tốt đẹp, bà mẹ chuyển dạ sanh con không đau đớn, đứa con sanh ra được hoàn hảo. Thật lòng khi mà ngài nói như vậy thì người mẹ và đứa con đó cũng sanh ra
đứa con được sanh ra và người mẹ cũng không có đau đớn, một cái sự an lạc đến với người mẹ và cái người con. Và từ đó trở đi đó thì quý vị biết rằng cái câu Bali này đó có nhiều cái sứ quốc giáo, người phụ nữ mà họ khó sanh đó thì họ cũng cũng đọc cái câu này, mong với cái oai lực, cái phước báo để cho họ có thể sanh ra đứa bé một cái cách dễ dàng. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng với cái đức hạnh của Ngài, với cái hạnh tu của Ngài, với cái oai lực của Ngài và với cái từ tâm mà Ngài đã phát nguyện để nhất về cái từ tâm, dù Ngài sanh ra trong đời sống này, Ngài có khả năng đắc chứng đạo quả, Ngài gặp thầy bản ác muốn tìm cách hại Ngài, dù là vua chúa, dù là mọi người, nhưng mà không có thể giết được Ngài. Nhưng mà đó cho chúng ta thấy rằng Ngài với cái từ tâm và những cái hiện tượng mà mẹ của Ngài sanh Ngài ra, nó cũng có những cái hiện tượng lạ, rất là đặc biệt. Ở điểm này thì mình cũng nên hiểu Ngài là một cái vị mà về hạnh đệ nhất về từ tâm từ. Nên quý vị thấy một cái câu chuyện nữa là vua hoàng hậu mà vợ của đức vua Basenadi đó, hoàng hậu Malika đó, tổ chức một cuộc cúng dường độc nhất vô nhị đó, 500 con voi để ôm 500 cây lộng mà không tìm đủ 500 con, chỉ tìm đủ 499 con thôi. Còn riêng một con á, là chưa có được thuần chủng, chưa có được huấn luyện, lại ôm cái lọng cho ngày ăn hoa lá. Và cái câu chuyện đó cũng cũng được chư Tăng nói lại, hỏi Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn thì tuyên bố ngày ăn hoa lim hoa lá để nhất về tâm từ. Dù ở gần một con voi chưa được huấn luyện, nhưng mà con voi ấy á, nó cũng được y như huấn luyện vậy, nó cũng được thuần hóa, nó cũng được nhu nhuyễn, tâm nó không có khởi lên cái ác với một cái vị tu đệ nhất về từ tâm như là ngài Angulimala. Thì trong cái câu chuyện mà cúng dường của đức vua và hoàng hậu Malika đó, trong kinh Bát Cú có nói, nhân dịp đây thì chúng tôi cũng nói một chút xíu để quý vị thấy ngài dù cho có gặp những cái người ác tâm, gặp những cái người muốn hãm hại ngài, dù ngài có bước ra để thực hiện được cái vấn đề đó bằng cách giết người để lấy ngón tay, nhưng mà ngài cũng là người thông minh. Khi mà gặp Đức Thế Tôn, khi mà nghe ngài nói thì từ tâm hay là cái sự tu tập đó đã khởi sanh lên, đã hiện hữu và đã tạo duyên để cho ngài có khả năng để đắc chứng đạo quả A-la-hán với đệ nhất về tâm từ. Như vậy á, thì ở trong cái bài kinh này đó thì nó dài, nhưng mà những cái điểm chính và những cái điều cần nói đó thì con xin cố gắng trình bày như vậy để cho đạo tràng có thể nắm bắt được cái ý chính. Và chắc chắn rằng ở trong cái bài kinh này còn nhiều cái điểm cần có sự đóng góp của quý thượng tọa, nên con xin trình bày với bấy nhiêu lời trình bày trong cái bài học hôm nay. Vì trong bài học thì các vị đã được thấy và cũng được đọc để nghe những cái điều cần nói đó, là muốn nói đến cái duyên lành của ngài, nói đến cái hành động của ngài và nói đến cái ác tâm của cái vị thầy muốn hại, thầy bạn muốn hại ngài, và nói với cái quân hùng tướng mạnh của đức vua cùng với dân chúng, nhưng mà cũng không thể nào hại ngài được. Ngài quả thật là một cái điểm, một cái câu chuyện, một cái sự hiện hữu ở trong thời ấy là một cái diện hiện hữu rất là nhiều đặc biệt, rất là nhiều những cái ý nghĩa mà chúng ta cũng cần phải hiểu theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta thấy được cái toàn diện của bài kinh hôm nay. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi trình bày với bấy nhiêu lời trình bày. Phước nào phát sanh được kính dâng lên chư tôn đức tăng chia đến như vậy, cô tu nữ cũng xin hồi hướng đến thượng tọa pháp tính.
dù tái sanh cảnh giới nào cũng nhận được phước này và luôn an vui trong cảnh giới tái sanh. Bây giờ thì con xin kính thỉnh Thượng Tọa dắt đẳng trở lại để điều học cái phần thảo luận. Con kính đảnh lễ với Ngài, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con cung thỉnh Thượng Tọa dắt đẳng từ bi cảm mít ạ. Dạ, Thượng Tọa Pháp Ân đã giảng xong bài học, con cung thỉnh Thượng Tọa dắt đẳng. Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu, con kính nhân mít đến sư. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ con cung thỉnh Ngài Tệ Siêu, bạch Ngài, có lẽ Thượng Tọa dắt đẳng có bị trục trặc gì rồi, con kính dâng mít đến Ngài Tệ Siêu ạ. Xin lỗi chư Tôn Đức Quý Phật Tử. Xin được hỏi chư Tọa Tệ Siêu, chư Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu chư Tọa Tệ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin chư Tọa hoan hỷ trả lời cho hai câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa, Tự Sư, Thượng Tọa có nghe được không? Dạ, thưa Thượng Sư, ở trong bài kinh ngày hôm nay có rất nhiều điều mà chúng ta cần thảo luận. Nhưng mà đầu tiên là hỏi Thượng Tọa Tự Sư, trong giới luật, trong tạng luật đó, thì chúng ta không thể cho phép một vị, mà một người mà phạm tội hình sự xuất gia trở thành một vị tỳ kheo. Ở trong trường hợp này là một trường hợp rất là đặc biệt. Đức Quốc Angulimala là một người với bàn tay đẫm máu. Đức Phật Ngài đã tế độ vị này đã xin xuất gia, Đức Phật Ngài cho xuất gia. Và cái cách mà Đức Phật hỏi vua Vasenadi có phải là một cách để gián tiếp yêu cầu nhà vua miễn tội? Và chúng ta có nên nói rằng cái trường hợp mà cho một cái người mà vốn có một cái hồ sơ phạm tội nặng như vậy đó, tội sát nhân mà có một người mà nhiều người như vậy đó, là một trường hợp rất đặc biệt, không ai vô tiền khoáng hậu ở trong lịch sử đạo Phật, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tự Sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Thượng Tôn Đức, kính thưa quý vị. Trường hợp một người mà
một tên tướng cướp hung bạo. Thì dù xuất gia thì các vị tỳ kheo thì sẽ không cho xuất gia. Nhưng mà trường hợp của tướng cướp Angulimala thì Đức Phật cho xuất gia. Ở đây nó có hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là khi mà Đức Thế Tôn Ngài cho tướng cướp Angulimala xuất gia, lúc đó là chưa có xảy ra một cái tình trạng gì ở trong tâm chúng để mà Ngài chế định cái đường giới, chế định cái điều, cái điều luật đó. Thí dụ như trường hợp sau đó cũng có những kẻ cướp đi xuất gia, nhưng mà rồi họ ẩn nấp ở trong hàng ngũ theo để mà họ tránh cái sự truy nã của nhà vua. Và đến khi mà qua cái sự kiện đó thì các vị tỳ kheo cướp đó mới hòa tục ra và tiếp tục hành nghề. Và dân chúng biết như vậy họ ta thán, thì trong trường hợp đó Đức Phật còn mới chế định. Thì như vậy cái thời điểm mà Đức Phật Ngài quy định luật sau cái lúc mà Đức Thế Tôn cho tướng cướp Angulimala xuất gia. Một cái vấn đề thứ hai đó là cái trường hợp mà Đức Phật Ngài cho tướng cướp Angulimala xuất gia đó, người mà tế độ cho xuất gia đó là Đức Phật. Mà đối với Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư, Ngài có một là có đầy đủ thẩm quyền, với thứ hai nữa là Ngài là bậc thiên nhân sư và Ngài biết rõ cái tâm tánh, cái khuynh hướng của chúng sanh. Ngài biết Angulimala ngay trong kiếp hiện tại này sẽ chứng đắc được quả vị A-la-hán, cho nên Ngài mới tiếp độ cho xuất gia. Đó là một trường hợp rất đặc biệt, rất cá biệt. Mà nếu như mà Đức Phật không quy định giới luật, sau này các vị tỳ kheo cứ là cho xuất gia một cách bừa bãi, thì trong trường hợp này có cái sự tai hại đến cái cộng đồng tăng lữ, cho nên Đức Phật phải quy định. Còn đối với Ngài thì Ngài vậy, cũng giống như một thầy thuốc. Khi một thầy thuốc thuộc dạng bậc thầy, khi mà trị bệnh cho bệnh nhân, dám cho thuốc đó, dám bào chế cái loại thuốc đó cho bệnh nhân, nhưng mà ông thầy sẽ biết rõ rằng các người học trò về sau này họ không có đủ cái khả năng, không có đủ khả năng để họ bào chế hay họ trị bệnh theo cái cách đó. Cho nên thầy dặn dò là đừng có trị cho người ta theo cái cách này. Ví dụ vậy. Thì cũng thế ở đây, Đức Thế Tôn thì Ngài cho người xuất gia biết rõ người đó sẽ thành tựu cái gì, cho nên Ngài cho xuất gia. Nhưng mà Ngài chế định luật là để không cho
xuất gia cách 17. Cũng như đây một câu chuyện tương tự, khi mà từ khi xảy ra cái vụ Bindu lá Pharadvajat, tỳ kheo, một vị tỳ kheo dùng thần thông đang đi khất thực với một vị tỳ kheo khác và đi ngang nhà bá hộ, bá hộ đi tắm, ông vớt được cái khúc gỗ trầm, ông về ông cho tiện thành một cái bình bát bằng gỗ trầm. Ông không cúng dường cho các sa môn nào riêng biệt, phái nào, nhưng mà ông treo lên trên ngọn cây, ngọn tre, rồi ông ta nói rằng nếu như vị sa môn nào mà có thể dùng thần thông mà lấy được á, thì ông ta cúng dường. Thì lúc đó các giáo chủ ngoại đạo giả vờ như là biết nhưng mà không cần, rồi các cái đệ tử của cái ấy mới đến đường bá hộ mới nói là cái chuyện đó chuyện nhỏ, cần gì phải dùng thần thông lực, ông thầy của tôi là bậc đạo hạnh vân vân, hãy cúng dường cho ông thầy của tôi đi. Nhưng mà ông bá hộ vẫn giữ lập trường. Lúc đó Bindulas Pharadvajat đi khất thực, thì vị tỳ kheo kia biết ngài có thần thông cho nên mới xuống dục. Thì ngài Bindulas Pharadvajat ngài mới dùng thần thông là bay trên hư không, rồi ngài đi đến, ngài cầm cái bát, rồi ngài đi một vòng ba vòng thành. Dân chúng ở dưới này họ mục kích, họ thán phục các vị tỳ kheo đệ tử của Samu Gautama Đức Phật. Nhưng mà đến chừng khi mà ngài đi khất thực trở về, dân chúng buổi chiều họ tụ họp lại tại chùa ồn ào, họ cầu thỉnh đại đức Bindulas Pharadvajat thi triển thần thông lần nữa cho họ xem. Thì lúc đó Đức Phật nghe tiếng ồn, ngài hỏi tôn giả Nan Đa, tôn giả Nan Đa chuyện với bạch với Đức Phật. Đức Phật ngài cho họ chư tỳ kheo lại ngồi quở trách, rồi ngài mới chích, ngài mới cấm chế cái điều luật là không được lạm dụng thần thông. Rồi sau đó thì lúc mà Đức Thế Tôn ngài dùng, ngài ngoại đạo thách đố, thách nghe Đức Thế Tôn ngài cấm không cho dùng thần thông, thì lúc bây giờ họ mới thách đấu thần thông với Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài mượn cái vườn ngự quyển của vua để mà ngài thi triển thần thông cảm thắng ngoại đạo. Thì vua mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã chế định, đã cấm chế điều luật không cho các vị tỳ kheo dùng thần thông, sao ngài dùng? Thì Đức Phật nói rằng Như Lai cấm đệ tử chứ ngài đâu có cấm ngài đâu. Thì ngài dùng thần thông cảm thắng ngoại đạo xong rồi ngài đi lên cõi trời thuyết pháp cho thân mẫu luôn. Thì câu chuyện đó được ghi lại trong cuộc đời của Đức Phật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài chế luật là chế luật để ngăn ngừa những cái pháp tệ lậu nó khởi sanh ở trong tăng chúng, nó đem lại cái sự an vui, đem lại sự tốt đẹp cho tăng chúng. Còn đối với bản thân ngài thì ngài biết rõ cái gì cần phải làm và cái gì không cần phải, không nên làm, ngài biết rõ cái gì. Cho nên trong trường hợp này, cái việc mà tướng gớp Angulimala đưa Đức Phật xuất gia thì cái điều này cũng không phải là ngoại lệ, không phải là khác, cũng giống cái tình trạng khi nãy mà chúng tôi đã nói với quý vị là Đức Phật đã biết rõ Angulimala xuất gia sẽ chứng được đạo quả A La Hán và ngài cho xuất gia.
Thực ra thì nó cũng có nhiều lắm thưa quý vị. Đức Phật Ngài cũng có vô vi Ngài cho phép. Thí dụ như 500 tên cướp xông vào nhà mẹ của tôn giả Sunnah. Lúc mà bà đi đến chùa, tôn giả Sunnah là một vị pháp sư lỗi lạc. Bà mẹ rất thích đi nghe pháp. Ngày hôm đó bà đi đến chùa nghe vị tỳ kheo con trai của mình thuyết pháp. Lúc bà đang ngồi thì ở nhà người nhà chạy đến báo tin là ăn cướp đã nó bao vây nhà. Thì bà nói để y cho ngài nghe, cho bà nghe pháp. Nếu mà của nó thì nó lấy đi, còn nếu còn là của ta thì để lại. Khi mà về thì nó đã xông vô nhà, vô sân, vô nhà. Họ lại họ báo tin nữa, thì bà cũng nói như thế. Cho đến khi mà nó xô, nó đập xô vào, thì lúc đó người thiếu nữ chạy đi đến báo tin và trở về. Mới nói là bây giờ mấy ông cứ vô nhà muốn lấy gì thì lấy. Bà gia chủ, bà chủ nhà này bà không có màng đến luật tự, bà chỉ thích ngồi nghe pháp thôi. Tôi chỉ đã, chúng tôi đã báo tin 3 lần rồi mà bà không có nói tưởng đến cái vấn đề tài sản. Những tên cướp nghe như vậy đó, họ rất đổi ngạc nhiên, tại sao lại có người xem nhẹ tài sản như thế. Chắc có lẽ là giáo pháp một cái gì đây rất là quan trọng, cho nên họ bỏ, họ dừng lại không cướp và họ đi đến chùa để nghe pháp. Rồi sau đó họ chứng được đạo quả, sau đó họ xuất gia, sau đó sinh xuất gia và cuối cùng họ cũng chứng được đạo quả. Hoặc như trường hợp một vị sa di trẻ là một vị A-la-hán có thần thông, thì lúc đó cướp, một toán cướp nó đến, nó đến tỉnh xá, nó buộc các vị tỳ kheo phải giao cho nó một vị tỳ kheo để mà đem về nó tế thần, nên nó cũng giống như là cúng tổ vậy đó. Thì lúc đó các vị tỳ kheo ở trong rừng đó, các vị đó đều là phàm phu cả. May là lúc đó khi mà các vị tỳ kheo đi vào rừng để hành đạo thì Đức Phật lại bảo dẫn vị tỳ, vẫn dẫn vị sa di để đi theo. Cho nên lúc đó vị sa di a la hán này ngài mới xin phép được thế mạng cho các vị tỳ kheo, để cho các vị tỳ kheo hành đạo. Trên tướng cướp dẫn sa di đó đi, và khi đến rừng đó thì bắt trói lại để đó, rồi bắt đầu hành hình. Nhưng mà khi mà cái lưỡi đao chém tới cổ thì lúc đó ngài nhập đại định, nhập Nirodhasamapatti, thì cái lưỡi đao đó nó bị gãy và ngài không hề hấn gì hết. Thì tên khương tướng cướp lấy làm khinh sợ, mới đánh lễ vị sa di đó và xin xuất gia. Thì lúc bây giờ vì muốn dẫn đi về, cho nên hình thức những tên tướng cướp không có tiện. Thế là vị sa di này mới đi tìm, xin được 500 cái bộ y để mà cho các vị đó thay đổi y phục, rồi mới dẫn các vị đó đi về chùa và gặp Đức Phật. Đức Phật đã thuyết pháp cho nghe, và các vị tỳ kheo chư tăng mới cho xuất gia lại, và họ xuất gia xong họ trở thành những vị A-la-hán, vân vân. Những cái câu chuyện đại loại là như vậy. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng thấy quy định những tên tướng cướp mà xuất gia mà không cho đó, đó là những tên tướng cướp đang bị truy nã, đang bị nhà vua truy nã. Thì cái đó đó mới là không cho xuất gia. Chứ còn nếu mà những tên tướng cướp mà cải thiện hoàn lương thì trong trường hợp này vẫn được như thường. Thì ở đây chúng tôi xin có một vài chia sẻ với quý vị qua cái câu thổ luận số 1
mà thượng tọa giác rãng vừa nêu Nam Mô Bổn Thầy. Dạ đúng, bạch chư Thập Tự Sư, nhưng thượng tọa đang nói về câu số 1 đó, xin thượng tọa quan hệ nói thêm vài điều là trong cái văn hóa của người Việt Nam á, những người đi tu á là phải là những người hiền lành, những người mà có cái hồ sơ rất là tốt. Và nếu mà một người đi tu mà trước đó là ăn chơi, hay dù là nam hay nữ, thậm chí là có những người lấy ví dụ như là họ ngày xưa họ từng sửa sắc đẹp, hay họ từng đi đánh bài bạc, bây giờ họ vô chùa tu á, thì cũng có một số người dị nghị nói rằng cái anh đó bà đó hồi trước là ăn chơi chơi trác táng mà bây giờ cũng đi tu chẳng hạn. Thì người Thái và người Miến Điện thì họ không có cái văn hóa đó, nhưng người Việt Nam có điều đó. Thì hỏi thì Thầy Tự Siêu là ví dụ những người trước kia họ ăn chơi mà cũng là có tiếng rồi, bây giờ họ đi tu á, thì mình có nên chỉ trích họ hay không, và chỉ trích như vậy có hợp lý hay không? Xin thượng tọa hoan nghị trở lại một chút xíu về điểm này. Thỉnh thượng tọa. Kính bạch thưa Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Thật ra thì mỗi chúng sinh họ cũng có cái nghiệp riêng. Đức Phật còn dạy rằng ai dùng các hành lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chỗ đời này như trăng thoát khỏi mây. Ai trước sống phóng dật, sau là sống chuyên cần sẽ sáng chỗ đời này như trăng thoát khỏi mây. Hai cái bài pháp cuốn đó Đức Phật còn đã dạy. Thì ở đây đó, nếu như mà đạo Phật mà giới hạn ngăn cản trong những trường hợp không cho xuất gia, thì như vậy những con người như thế này chắc có lẽ là suốt đời của họ không bao giờ ngóc đầu lên được. Cho nên có những trường hợp mà Đức Phật nói, nhưng ta thấy ở đây căn tánh chúng sinh có sự sai khác. Có nghĩa là có những người ngoại đạo khi mà đi vào nghe Đức Phật thuyết pháp và họ xin xuất gia, Đức Phật nói rằng theo luật, theo pháp luật này thì những người trước là ngoại đạo, sau đi xuất gia thì phải sống 4-6 bề trú, sau đó tăng chúng thấy quan hỷ thì mới cho tu. Thì cái người đó nếu mà họ nói rằng bạch Thế Tôn, nếu vậy thì con xin tình nguyện sống 4 năm biệt trú, nếu chưa tăng thấy được thì cho con xuất gia. Thì ở đây thưa quý vị, sau cái lời nói của họ khẳng định như thế, chứng tỏ rằng họ đã hoàn toàn quy phục. Thế cho nên Đức Phật mới nói rằng như ta thấy ở đây mỗi người có căn tánh khác nhau, Đức Phật cần cho xuất gia liền. Ngài bảo Chư Tăng cho xuất gia liền. Cũng vậy trong trường hợp này, nếu thật sự là một người trước đây cái đời sống của họ trác táng buông lung, hay là làm những điều tồi bại, nhưng mà bây giờ họ xin xuất gia thì vẫn cho xuất gia được, không chỉ trích. Bởi tại sao? Trong luật Đức Phật ngài Upasada, trong luật Mahavakka thì chỉ có vấn đề là đối với người giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, chia rẽ tăng, hay là cái người mà hãm hiếp Tỳ Khưu Ni chẳng hạn, thì đối với người đó không được cho xuất gia, không được cho xuất gia, đến trọn đời không có bao giờ chấp nhận cho xuất gia. Thì ngoại trừ ra đó thì những cái trường hợp khác là Chư Tăng cần phải cứu xét và
hướng cho xuất gia. Nếu thấy cái sự xuất gia đó mà họ thật sự đã cải thiện vô lương, không có gây tổn hại đến tăng chúng, thí dụ như họ xuất gia không phải vì mục đích giải thoát, không phải có thật sự có tâm lý xuất gia, mà chỉ vì họ muốn tìm cái chỗ nương tựa, nương náu để họ sống cho qua ngày, sống dây dặt, thì như vậy đối với người đó chư tăng quyết không nên cho xuất gia. Còn nếu như một người trước đây họ gì gì đi nữa, nhưng mà bây giờ họ có cái tâm quan hỷ, họ muốn cải thiện hoàn lương, sống đời sống tu hành thật sự, thì trong trường hợp của chư tăng cứ cho phép họ xuất gia. Thì một vài điều chúng tôi chia sẻ với quý vị qua cái hỏi trực tiếp của thượng tọa Hòa Thượng Nam Mô Thầy. Sa thú, xin hỏi thượng tọa một câu nữa rồi kính thượng tọa đề nghị. Bởi chúng tôi siêu trong thắng pháp Abhidhamma thì nhân là nhân, quả là quả, và cái tâm bất thiện hay tâm thiện đó, nó không phải là cái tâm, nó không phải là cái quả của quá khứ, nó không phải là pháp quả. Nhưng mà trường hợp này như là Angulimala xa vào con đường ác á, không phải là tự mình muốn, mà là do cái sự dẫn dắt sai lạc một cách cố tình của vị thầy. Thì trên phương diện luật pháp hiện hành á, ví dụ mình làm việc gì đó mà mình hiểu sai, mà do người khác đánh lạc hướng mình hay là dẫn dắt sai lạc đó, thì cái tội nó nhẹ đi. Nhưng mà trong trường hợp Angulimala ở đây đó, thì chúng ta có thể gọi là cái ác nghiệp hiện tại là do cái đó là cái quả nghiệp của quá khứ không? Xin thỉnh thượng tọa quan thị trở lại. Kính bạch thưa tôn đức, kính thưa quý vị, ở đây trường hợp này chúng ta không có nói rằng là cái quả nghiệp của đời trước, bởi vì quả của nghiệp đời trước bây giờ trở thành một tên tức cướp không phải là cái quả. Phải chi mà bị người ta cướp á, thì cái đó cái người nạn nhân đó mới là bị cái quả. Còn bây giờ mình bị người ta sử dụng để trở thành một người có nghề nghiệp là cướp, thì trong trường hợp này không phải là quả, không phải là quả của nghiệp. Như vậy thì do cái gì một người bị người khác mưu hại, đưa đẩy vào con đường ác, thì cái đó là do cái gì? Do thường cận y duyên. Do cái thường cận ý duyên ở đời quá khứ, người này cũng vì xúi dục người khác tạo ác nghiệp, cho nên người ta mới bị tù tội, hay là người ta bị mang cái hậu quả đắng cay. Vì vậy cho nên cái thường cận ý duyên này mà đời sau chính người này cũng bị người khác xúi dục và mưu hại để mà đi vào cái con đường tội lỗi, để rồi mang bản án tù tội hay là bị tử hình vân vân. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta phải hiểu những người mà ngay trong hiện tại đó mà họ bị xúi dục làm ác, hoặc là tự họ khởi xướng cái việc ác, thì trong trường hợp chúng ta phải hiểu
đây phải là quả của nghiệp quá khứ, mà là do cái thường cận cái duyên của họ trong quá khứ. Thứ hai nữa là ngay trong hiện tại, do nguyên nhân là vì phiền não sai khiếp, do phiền não sai khiếp, phiền não sử dụng, hoặc là một nguyên nhân nữa là thân cận. Khi mà thân cận với một cái người bạn ác, ngay cả ông thầy là người xấu, người ác thì cũng xem như là người bạn ác. Thì trường hợp của Angulimala đó là do cái sự thân cận, do cái sự thân cận với người ác, người xấu, do thân cận người xấu mà trở thành như thế. Còn về thượng cận ý duyên của tên tướng cướp trong quá khứ như thế nào thì ở đây chúng tôi chưa có đọc qua. Còn nhưng mà còn vấn đề quả, do quả của nghiệp ác trong quá khứ, thì chúng tôi khẳng định rằng đây không gọi là quả của nghiệp ở trong quá khứ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đại như vậy. Nam mô Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa Tuệ Siêu, để thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thưa số 3. Một lần nữa xin hỏi. Dạ, Pháp Tân có nhiều người rất là tin cầu cầu an và cầu siêu. Có những người nói rằng, cũng có những người khác họ nói rằng cầu an và cầu siêu chỉ là một phong tục thôi, phong tục tín ngưỡng nhân gian thôi. Và có nhiều người họ nói rằng đã tốt thì tự nó an, tự nó siêu, còn không tốt thì không có cách gì mà mình cầu nguyện như cục đá mà không có cách gì cầu nguyện cho nổi lên được. Thì thưa tọa Pháp Tân có thấy rằng trong câu chuyện này, tôn giả Angulimala được Đức Phật ngài dạy cho một cái lời kệ để phát nguyện, và tôn giả đã đến đọc khiến cho thai phụ thoát khỏi cái cơn hiểm nặng vì sanh khó đó, thì cái đó có phải là hình thức cầu an không? Và chúng ta nghĩ sao về trường hợp này? Xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân cho biết một vài suy nghĩ của thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sa Khai giả. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, Tam Minh Hạnh, đại đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Con nghĩ rằng thực sự ra cái tôn chỉ của Đức Phật là để dạy cho người, những người đệ tử giáo pháp của ngài để thực hành mang lại cái sự lợi lạc ở trong cái đời sống, để hướng đến cái sự giải thoát. Đó là cái mục đích ở trong đạo Phật. Đối với cái việc mà cầu an hay là cầu siêu đó, thì ở đây nó vừa là một, theo con nghĩ nó vừa là một trong những cái nghi thức, nó trở thành một cái nghi thức của một tôn giáo, một tôn giáo. Bởi vì nếu mà đã là gọi là đạo Phật rồi thì nó có cái nghi thức cầu an, cầu siêu. Cầu an là để mong cầu những cái phước lành, những cái sự an lành, những sự may mắn để người còn sống. Còn cầu siêu là mong muốn cho cái phước lành đến với cái người mà đã quá giảng, quá giảng. Thì hai cái điều này đó, con nghĩ rằng đó là cái sự mong muốn tốt lành đến những người còn sống cũng như là những người đã quá vãng. Vì vậy đó, con nghĩ rằng ở đây đó thì ví dụ như những cái câu chuyện như ngài Angulimala được Đức Phật dạy cho một cái câu, nó trở thành một cái chân ngôn
mà đặc biệt là đối với một vị như là Ngài Ankulila, bởi vì Ngài đã chứng quả vị thánh nhân, đặc biệt là quả vị vô lậu. Thì như là một cái câu nói, cái câu phát nguyện chân ngôn từ khi mà bước chân vào dòng thánh đời đó, thì Ngài không có một khởi một cái tâm thù hận hiềm hận làm tổn hại đến với cả chúng sinh. Rồi sau đó thì do cái lời chân ngôn của Ngài đó, thì chính những cái sự thật đó, bởi vì Ngài là một bậc thánh hoàn toàn giác ngộ, rồi cái lời chân ngôn đó nó trở thành cái lời của Ngài được phát nguyện ra hay được nói ra trước một cái người, một cái thai phụ, một cái người phụ nữ mang thai sắp sinh như vậy. Thì khi mà Ngài nói như vậy, Ngài nói rằng từ khi bước chân vào dòng thánh thì Ngài không còn khởi cái tâm, không có cái tâm làm tổn hại với sinh loại đó. Do cái chân ngôn đó, do cái lời nguyện đó chân thật đó, mong cho cái bà chị của tôi, mong cho cái người thiếu phụ, người phụ nữ đó được sinh một cách dễ dàng, thì quả thật là cái người phụ nữ đã được sinh một cách dễ dàng từ cái lời phát nguyện của Ngài. Thì con nghĩ ở đây đó, bởi vì nếu mà mình nói rằng cầu an á, thì đây là cái năng lực của một cái vị, thí dụ như là khi mà mình có tạo được một cái phước lành, chính cái phước lành đó mình cầu mong cho cái người đó, cầu mong cho người đó được an lành, thì biết đâu ở trong cái đời sống này đó, chúng ta biết rằng là nhờ cái phước đó, khi mà mình có tạo phước, thí dụ như hôm nay đó, chúng ta thỉnh chư tăng đến để mà cầu an lành cho một cái người nào đó mà họ đang gặp những cái nạn tai hay những cái cơn bệnh, thì nhờ cái phước đó đó mà nâng đỡ cho cái người đó. Bởi vì khi mà chúng ta gặp hoạn nạn hay chúng ta gặp những cái điều gì đó, thì không có gì bằng những cái phước. Thì khi mà có phước á, thì chúng ta gặp được phước chủ mai thầy, tức là chúng ta gặp được một cái thầy thuốc tốt, giỏi. Rồi chúng ta gặp được một cái điều hết sức là quan trọng, là được một cái thuốc, cái phương thuốc đó, cái phương thuốc đó nó chữa lành bệnh mình, thì mình sẽ được lành bệnh. Thì như vậy thì cái việc mà mình có phước đó, nó rất là quan trọng. Khi mà với một người mà cầu nguyện mong muốn rằng cái phước này đến với người đó, bởi vì người đó có tạo phước, thì cái phước đó nó sẽ hỗ trợ cho cái người đó sẽ sớm lành bệnh. Tuy nhiên đó là cái điều này nó cũng không phải là hoàn toàn là khi mà chư tăng đến cầu nguyện người đó được lành bệnh đâu. Ví dụ như là cái cây mà chúng ta thấy nó già 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 cỗi rồi, chúng ta có tưới nước vô, hay là chúng ta có thể bỏ phân vô, thì cái cây đó nó cũng không thể nào mà nó sống nổi. Cây đó nó không thể nào tươi tốt lại như là lúc nó còn mới xanh xao nảy nở, nó còn tươi trẻ. Không phải như vậy được. Vì vậy á, cho nên là nếu mà cái việc cầu nguyện đó đó, cái việc cầu nguyện đó đó, việc hồi hướng phước cầu an đó đó cho một cái người nào đó, thì cái phước đó, có những cái phước nó có thể nâng đỡ cho cái người đó được, nhưng mà có những cái phước thì cũng không thể hoàn toàn nâng đỡ những cái như chúng ta nói rằng cái nghiệp duyên nó nặng, những cái nghiệp nó nặng thì cũng không thể nào mà giải được hoàn toàn. Nhưng mà điều này đó, chúng ta thấy rằng nó trở thành một cái cầu an mà ngày nay đó gọi là tôn giáo, đã trở thành Phật giáo, là một tôn giáo rồi, thì nó có cái nghi thức của cầu an. Và cái việc cầu an này đó thì có những việc có hiệu quả, ví dụ như là mình
cầu an là mình tạo phước lành để hướng nguyện phần phước, để chia phước đến những người còn tại tiền, mong cho người đó thoát khỏi. Điển hình là sau một cái lần dài lần một lần tụng kinh của chư tăng thì người đó khỏe, người đó được khỏe mạnh trở lại. Tuy nhiên thì con nghĩ rằng bệnh thì nó cũng không có nhất thiết, không phải là nhất thiết là do nghiệp hết hoàn toàn. Thì như là chúng ta cũng biết đó là theo vi diệu pháp thì là bệnh là do tâm, bệnh là do nghiệp, bệnh là do thời tiết, bệnh là do vật thực. Thì những cái yếu tố đó hội tụ lại để khiến cho chúng ta bệnh. Thì khi mà mình cầu phước, mình cầu an, mình tạo phước để hồi hướng đến đó, thì có những việc nó sẽ có hiệu quả, có những trường hợp nó sẽ có hiệu quả đến cho những người bệnh hay những người bị nạn tai sẽ được thoát nhờ cái phước nó nâng đỡ. Còn cái việc mà cầu siêu đó là chúng ta hướng nguyện phần phước đến những cái người đã quá vãng, thì chúng tôi nghĩ rằng thì theo đạo đó thì chúng ta thấy rằng đối với những gì mà Phật dạy thì những gì chúng lúc mà chúng ta còn sinh tiền thì chúng ta còn sống thì chúng ta cố gắng để tích lũy phước lành, tạo cái phước lành, và quen làm cái tạo phước lành đó, đó nó trở thành thường thân y duyên ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Mình quen làm những điều thiện, quen bố thí, quen trì giới, quen cung kính, quen những cái việc mà học Phật pháp, quen việc ngồi thiền. Thì khi mà chúng ta quen làm những việc thiện vậy, tin ở nơi cái thiện sự phước báo như vậy đó, thì khi có một người thân mà họ hồi hướng phước đến mình tái sanh ở một cảnh giới nào đó, thí dụ như bây giờ mình nói rằng mình sinh làm người thì cái phước nó sẵn rồi, sinh làm nhân loại thì cái phước nó sẵn rồi, lỡ như sinh làm một cái loại, một chúng sinh chư thiên, một chúng sinh sanh vào chư thiên này, chẳng hạn, rồi hoặc là mình sanh vào một cái số cõi dữ nào đó, thì nếu mà trong cái đời sống mà mình được người thân của mình hồi hướng phước đến mình, chia phước đến mình, thì mình hoan hỷ do rằng đời lúc sinh tiền mình quen làm những việc thiện sự. Khi bây giờ có người hồi hướng phước đến mình, tự động mình quan nghĩ nhận phần phước đó, thì mình sẽ an lành. Để có mà được cái sự quan nghĩ đó, đó thì chúng tôi nghĩ rằng trong đời sống hàng ngày mình phải quen làm những điều đó, quen làm những việc thiện. Rồi đến khi mà có người thân hồi hướng đến cho mình thì tự động mình quan nghĩ cái phước đó, mình nhận. Giống như chúng ta có được người thân gửi cho mình ít tiền để đi xa thì mình vui á, thì mình nhận cái tiền đó, mình mới có cái tiền của người ta, cái người mà cho mình á, trong túi mình được. Còn mình không vui, mình không nhận thì không thể nào có cái số tiền của người ở trong túi, của người ta trong, của người cho mình trong túi được. Thì cũng như vậy, đối với cái thiện sự mà chúng ta làm để hồi hướng đến cho người thân, một là người ta nhớ ơn để người ta đáp ơn. Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều nương nhờ ở nơi cái phước. Cho nên là khi mà mình hồi hướng phước cho cái người còn sống cũng như là cái người chết, mình chia phước đến cho người còn sống thì có những trường hợp người còn sống nó nhận được. Rồi mình hồi hướng phước đến cho những người đã quá vãng thì có những trường hợp người đó cũng nhận được, và có những trường hợp không thể nhận được. Nhưng nó trở thành một cái nghi thức, và điều gì đó thì cũng là cái phước ở trong đời sống của chúng ta. Đức Phật ngày dạy đó là lúc mình còn sống thì mình ráng cố gắng tu tạo những thiện sự, tạo phước báo, để rồi là khi mà mình mệnh chung thì mình cũng nhờ cái phước đó nó nâng đỡ, hoặc là mình hoan hỷ với cái thiện sự mình đã làm. Như là câu pháp cú Phật dạy rằng nay vui đời sau vui vậy đó, làm phước hai đời vui, vui thấy thiện, việc thiện mình làm, cho nên là người ta còn thấy, cảm thấy là vui hơn khi mà họ nhận được cái phước. Như vậy đó thì ở đây đó là cái người làm được điều thiện thì họ vui cả hai đời, họ vui cả hai đời,
hiện tại thì họ được an vui khi họ nhớ đến những việc thiện đó, rồi nhờ cái quả của điều thiện, của cái nhân lành mà họ làm, thì họ sanh cảnh giới an lành, thì đời sau họ sẽ có được sự an vui. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là đối với mục đích của đạo Phật là mình phải tự lực cánh sinh, tự tạo những cái việc thiện, tự tạo những việc thiện cho mình, làm cái hải đảo, làm cái chỗ nương tựa cho chính mình. Điều đó rất là quan trọng. Nhưng mà lỡ mình có bị cái nghiệp gì thì ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai mình đâu có biết được. Rồi mình bị nạn tai, bệnh gì đó, hay là bị tai nạn gì đó, mà nếu mà nhờ cái phước nó nâng đỡ, biết đâu mình sẽ những điều đó, mình sẽ hết bệnh, hay là mình không có những cái nạn tai nhờ cái phước đó. Còn nếu mình quá giảng thì lo, quá giảng thì chúng ta cũng biết đó là nhờ cái phước nó nâng đỡ, lỡ mà sanh trong khổ cảnh là mình hoan hỷ ở trong cái việc thiện, do đời sống hàng ngày mình quen làm việc thiện, bây giờ có người thân ngồi hướng phước đến cho mình thì tự động mình hoan hỷ nhận cái phần phước đó, mình sanh cảnh giới an lành. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là đạo đức của đạo Phật là tự lực cánh sinh, tự tu tập lấy. Nhưng mà cái việc mà mình hồi hướng cầu an, cầu siêu cho những người quá vãng là việc mà mình cũng nên làm. Là vì dù sao đi nữa, đó là thể hiện cái pháp đáp ơn đối với con người của mình. Hoặc là mình cầu an cho những người còn đại tiền, có nghĩa là mình mong phước đến cho những người còn còn xin tiền, còn tại tiền đây, họ được sự an vui. Đó là những điều mà mình mong ước đẹp nhất cho những người còn sống. Cũng là một phần nào đó, cái nghĩa cử trong cái việc ghi ơn, đáp ơn đó. Thì nó trở thành một cái nghi thức. Dù là thời Đức Phật thì Đức Phật, chúng ta cũng không phải là có lễ cầu an, cầu siêu. Nhưng mà đây đó, trong những cái bài kinh, thì chúng ta cũng hiểu rằng năng lực, nhờ cái năng lực của phước báo, hay là nhờ cái năng lực tu tập, chẳng hạn như là ngài Angulimala chẳng hạn, với một bậc thánh nhân vô lậu như vậy, khi ngài thốt ra những cái lời đó cuối cùng để giúp cho cái người thiếu phụ đó, hay là một người phụ nữ đó được sinh con một cách dễ dàng, chính là năng lực của cái sự tu tập, năng lực của tu tập của chính bản thân của ngài. Thì đây là con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy gia. Sa thú cái trường trường tòa pháp thân, trường tòa pháp đăng ơi, trường tòa trường tòa tự quyền ơi, trường tòa tự quyền có ở trước máy và nghe được không? Nếu mà trường tòa tự quyền nghe được xin thỉnh trường tòa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi trường tòa tự quyền, trường tòa có nghe được không? Trường tòa pháp đăng ơi, trường tòa pháp đăng có ở trước máy và trường tòa đăng có nghe được không? Ông già vâng, trường tòa đăng, chúng ta thấy rằng rất nhiều câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, một người tu rồi đản chí được hoàn tục năm lần bảy lượt, đúng là năm lần bảy lượt hoàn tục ra tu trở môn, rồi cuối cùng cũng đắc đạo qua A La Hán. Rồi có những người mà thời gian ban đầu thì rất là lộn xộn, như là Maluni Nhất Cát, rồi tới già rồi đó, sau bao nhiêu lần mà học hỏi, mà hỏi với Đức Phật những câu hỏi rất là vô ích rồi, thì cuối cùng Đức Phật dạy chỉ điểm và tu tập chứng quả A-la-hán. Rồi có những người còn tệ hơn nữa, là như Angulimala, ban đầu là một người, một tướng rất cuồng sát,
hay là Ambapali là một kỹ nữ, rồi cuối cùng trở thành A-la-hán. Tại sao ở trong kiếp chót mà chứng qua A-la-hán, tức là đầy đủ phước báo ba la mật rồi, lại có thể là một người mà có một cái hạnh nghiệp như vậy? Thì như vậy phải chăng là qua kinh điển cho thấy rằng ngay cả người xấu nhất đi nữa đó thì họ vẫn có thể là một người tốt, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Pháp Đăng. Alo. Thì nếu mà mình thấy ở trong đời sống đó, của Đức Phật đó, mình nói rằng tất cả những người như vậy đều đắc hết thì cũng không không hẳn quý vị. Mà nếu mình nói là không đắc cũng không hẳn, mà phải nói là người đó cũng ở trong cái hạng người như vậy. Nhưng mà ngược lại đó thì họ đủ duyên và họ có duyên với Đức Phật. Chúng ta nghe cái câu chuyện mà hai cái vợ chồng mà còn cũng chưa có lớn tuổi lắm mà đam mê rượu á, bị cái bọn du thực du thủy đầu độc á. Và hai cái người này sau này đó là đi xin ăn, đi ăn tàn thực của chư tăng. Thì quý vị rớt, thấy rớt vào tàn thực ăn của chư tăng, ăn tàn thực của chư tăng rồi. Nhưng mà hai người này đều không có được cái gì hết. Có nghĩa là thay vì Đức Phật này nói rằng nếu mà hai vợ chồng với cái tài sản đó đó, mà hai vợ chồng mà gặp được các bậc hiền nhân như Đức Phật và chư tăng cúng dường bố thí đó, thì người chồng đắc quả A La Hán, người vợ đắc đầu quả A La Hàm, giàu nhất cái kinh thành này, đến giàu nhì đầu tam. Đức Phật này nói đến cái tầng thánh đạo quả mà như là A La Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, rồi hai vợ chồng đắc Tu Đà Quần, giàu đệ nhất, đệ nhị, để tài sản là người chồng có 800 triệu đồng và người vợ có 800 triệu đồng. Nhưng mà nếu mà 800 triệu đồng đó để tận dụng mà làm phước, bố thí, cúng dường tu tập đó, thì hai vợ chồng đều thành thánh nhân và trở thành đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, kinh thành sáu thi đó. Nhưng mà ngược lại đó thì hai người này không có được cái gì hết. Và sau khi chết rơi vào đọa xứ. Thì chúng ta cũng thấy vậy. Hai người này nghĩa là cũng nghèo, từ từ giàu sang mà đến nỗi mà trong kinh mô tả là hai vợ chồng đó, hai cái đôi trai gái này lúc mà sanh ra gia đình con một á, cha mẹ nghĩ có tài sản quá nhiều đi, nếu mà con của mình nó xài một số 5-7 đồng tiền vàng một ngày đó, xài đến đến cả đời cũng không hết nữa. Nên hai bên trai cũng như bên gái đó không có cho con học nghề nghiệp gì hết, mà chỉ cho con đi học cầm kỳ thi quả, đờn ca sướng hát thôi, chứ không có không có nghĩ cái nghĩ là con cái mà nó giết nó làm, nó học như mình gọi là học, bây giờ học kinh tế mà giết hoài đau tai, học toán học suy nghĩ hoài cũng mau dài vậy đó. Ông suy nghĩ đủ điều hết, cuối cùng cho con đi học cầm kỳ thi quả thôi. Nhưng mà đôi trai gái đó thành gia lập thất với nhau đó, thì hai bên đó, bên đàn trai với đàn gái, cha mẹ đều chết hết, tài sản mỗi bên còn 800 triệu đồng tiền vàng, nhưng mà hai cái người đó lại không có thân cận, không có làm phước, lại không có tu tập, nên không có đạt được cái gì hết, không có đạt được đệ nhất trưởng giả với Tu Đà Quần, đối với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, hay là đệ nhị hay là đệ tam, muốn có gì hết, khi chết thì rơi vào đọa xứ. Thì chúng ta cũng thấy rằng, nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy rất là nhiều người họ ở trong cái giai cấp là như là Lô Sát Cá, là một cái đứa bé mà trong gia đình 7 tuổi mẹ cha đã bỏ, mà sau này theo ngày Xá Lợi Phất rồi tu tập cũng đắc đạo quả. Chúng ta cũng thấy những trường hợp như vậy. Nhưng mà có một điều là chúng ta thấy rằng những cái người đó họ không thích nghe pháp. Nếu họ thích nghe pháp, họ suy nghĩ về pháp á, thì họ đã thấy được cái điều mà Đức Phật này nói rồi. Nên Đức Phật này nói rằng á, những cái người nào mà họ giác ngộ được đó, họ nhờ nghe Đức Phật và đệ tử Đức Phật. Như vậy đó, họ phải nghe Đức Phật và đệ tử Đức Phật. Còn hai vợ chồng này đi theo bọn du thực du thủy,
rồi nghèo khổ, rồi đi ăn tàn thực với chư tăng nhưng mà không chịu nghe pháp. Có lẽ là con nghĩ là như vậy, nên hai vợ chồng này trong kinh mô tả là không có được cái gì hết. Như vậy á, là rõ ràng là họ cũng có duyên để đắc đạo quả, nên Đức Phật ngài mới tuyên bố như vậy. Họ có duyên nên Đức Phật ngài nói rằng họ sẽ để trở thành đệ nhất kinh giàu sang trong kinh thành này, và người chồng đắc đạo quả A Na Hàm và đắc Tư Đà Hàm cho đến Tu Đồ Quần. Nhưng mà ngược lại không đắc gì hết. Thì chúng ta cũng thấy, ví dụ chúng ta thấy gia chủ Chích Tá, hoặc là gia chủ hay là chồng của bà thì cô Thâm Má Đinh Na đó, Visakha đó, người ta cũng sống đời rồi, ta cũng bố thí cúng dường rồi, ta nghe pháp cũng đắc đạo quả A La Hàm, rồi sao người vợ xuất gia đắc đạo quả A La Hán. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy rằng những cái người mà họ mà dù là chúng ta nghe như là ngày Lô Sát Cát, ngày Sô Ná Cổ Lý Quý Xá thuyết pháp cho mẹ mình 500 tên cướp, chỉ nghe nó bà quý pháp hơn, thì những người lấy làm lạ là cái gì mà quý hơn cái vàng bạc ngọc ngà châu báu, những cái kho lẫm như vậy. 500 tên cướp đó đi vào nghe, và nghe xong rồi nghe pháp được rồi, tự thấy được cái sự tu hành, và tự thấy được cái tội lỗi của mình, và tự bỏ và tự sám hối, rồi tự xin xuất gia. Thì chúng ta thấy cái điều là những cái người này tuy rằng họ cũng có tích trữ những cái thiện nghiệp, nhưng mà có nghĩ rằng họ không có thích nghe pháp. Và cái điều này Đức Phật đã tuyên bố rằng những người nào mà được nghe Đức Phật và nghe đệ tử Phật á, mới có thể hiểu được cái chân lý của Đức Phật. Ngoài mà hai cái người này thì không có thể nào mà họ giác ngộ được. Thì con nghĩ rằng á, những cái người mà họ dù ở giai cấp nào đi, họ dù là những kỹ nữ, hay là chúng ta thấy như là nàng Uttara mà có nàng kỹ nữ Sirima vậy, tạc dầu để kia nọ, nhưng mà nàng Sirima kêu đi sám hối Đức Phật, là vô và nghe Đức Phật thuyết pháp, nàng cũng lắng tai nghe và nàng cũng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Dù là nàng là kỹ nữ, trước đó nàng cũng kiêu mạn, cũng hành động như thế này thế kia, nhưng mà cuối cùng nàng cũng đắc đạo quả. Thì con nghĩ rằng cái điều mà ở đời á, thật sự con thấy rất là nhiều những người đó họ không thích nghe pháp. Mà con thấy những cái đó là những cái điều đó là những cái điều mà họ thất bại nhất. Tại Đức Phật nói ở xứ Thích Đáng thân cận bậc hiền nhân, rồi nghe diệu pháp, rồi tạo phước để dành. Mà giờ họ ở xứ Thích Đáng mà họ không có thân cận bậc hiền nhân, là họ không có lắng tai nghe diệu pháp, thì họ không thể nào mà tạo phước để dành được. Dù là cái phước quá khứ, cái quả quá khứ cộng với nhân hiện tại để đắc đạo quả, chứ không phải là cái quả quá khứ không đâu quý vị. Nếu quý vị cứ nói là cái quả thiện của mình làm rồi muốn sẽ trổ ra vậy, chúng tôi đồng ý. Nhưng mà nếu một người mà đắc đạo quả cộng với cái nhân hiện tại nữa mới được. Cái nhân hiện tại có nghĩa là mình phải tu tập theo chánh pháp, hành trì theo chánh Phật dạy. Chứ còn nếu mình sanh ra đời giàu sang, mình hung tàn bạo ngược, mình hành hạ giết hại người khác, mình nói để đắc chứng đạo quả, thì chúng ta thấy không thể nào được hết, không có thể nào mà có được hết quý vị. Nên bây giờ chúng ta thấy rằng nếu một cái người một con người mà như chúng tôi bây giờ, chúng tôi suy nghĩ rằng mình sống ở đâu mình không gặp được chư tăng thuyết pháp, thì đó là cái bất hạnh nhất cuộc đời của mình. Chúng tôi nói thật, cái đó là bất hạnh nhất. Còn mình sống ở đâu mình gặp được chư tăng, mà chư tăng còn thuyết pháp, mình còn nghe pháp, hoặc là mình còn đọc được kinh pháp của Đức Phật, cái điều đó là điều hạnh phúc nhất của mình. Vì mình có thể mài mò rồi mình tạo được những cái thiện nghiệp công đức. Còn nếu mà mình đi theo những cái nào đó mà nó không phải là nhân quả, nó không phải là chánh pháp, thì mình có thể, không có thể nào mình có thể thoát ly khổ não được, không có thể nào thoát ly khổ não được. Không thể nào mình chắc chắn sau khi chết mình sanh lên cõi trời được. Vì chỉ có chánh pháp của Đức Phật mới làm cho mình từ bỏ tà kiến. Bởi vì cái chánh kiến làm cho mình từ bỏ cái tà kiến. Cái chánh tư duy mới làm cho mình từ bỏ tà tư duy, chánh ngữ cho mình từ bỏ tà ngữ, chánh nghiệp cho mình từ bỏ tà nghiệp. Nhưng mà thật sự Đức Phật đã tuyên bố rằng, như Tôn giả Ananda nói về nửa phạm hạnh, do gần gũi bậc thánh, Đức Phật này nói đừng nói như vậy. Toàn bộ cái phạm hạnh này do gần gũi bậc thánh. Vì gần gũi các ngài đó, các ngài mới thuyết giảng, các ngài nhắc nhở và mới có thể nỗ lực tu tập để từ bỏ những cái kiết sử, những cái cột trói mà chúng ta biết một người mà đắc đạo quả là vượt qua rất là nhiều những cái cột trói mới đắc đạo quả. Nào là dục,
nào là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, nó không phải là dễ đâu. Nội dục lậu không cũng thấy cũng là mệt rồi. Rồi kiến lậu là cái tư tưởng của chúng ta, chúng ta chấp chặt. Vô minh lậu là cái sự không biết, không hiểu. Như vậy đó, thì theo con nghĩ rằng đó, đối với dù là cái hạng người nào trong thời kỳ của Đức Phật, nhưng mà con khẳng định là họ phải là người biết nghe pháp. Dù họ là người tướng cướp, hay là họ là người ăn mài, ăn xin, hay là kỹ nữ, hay là lầu xanh gì không biết, nhưng mà họ biết nghe pháp. Khi họ nghe pháp rồi đó, thì họ mới từ bỏ những cái hành động sai của họ, và họ mới lắng động tâm tư để nghe được cái nghiệp quả của mình. Chúng ta thấy như là nàng Ambabali đó, hay là những cái nữ Sirima đều có cái duyên nghiệp hết quý vị. Cái duyên nghiệp trong quá khứ đã từng mắng chửi những cái vị đó, những vị thánh ni đó, nên bây giờ mắc cái nghiệp quả. Bây giờ phải nghe được Đức Phật nói, mình mới thấy cái nghiệp quả của mình mới lắng động cái tâm tư. Hay là quý vị thấy như ngày Kundathana đó, ngày cứ chống đối Chư Tăng hoài, ngày đi đỡ sau lưng hết. Ngày chống đối Chư Tăng, nhưng mà Đức Phật lại khuyên nếu mà ông mà y như cái chuông bể đó, thì ông sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Còn nếu mà ông cứ chống đối với Chư Tăng nói một câu, ông nói lại một câu á, mà ông cũng hiểu là cái nghiệp của ông. Tại sao Chư Tăng không có người nào có người phụ nữ đi sau lưng, mà chỉ có một mình ông thôi. Mình ông có người phụ nữ đi sau lưng thôi. Mà Chư Tăng nói thì ông chống đối Chư Tăng. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật này nói như vậy á, ngài kể là câu chuyện tiền nghiệp của ngài Kundathana. Thì chúng ta thấy rằng á, đối với Đức Phật á, mà không nghe pháp thì mình không có thể nào bỏ được dục lậu, kiến lậu hay là vô minh lậu được. Không thể nào mình có thể bỏ được. Mình biết được mình còn chưa bỏ nổi, huống hồ gì không biết. Mình biết như vậy, mình nhắc nhở tâm mình hoài, mình chưa có vượt khỏi được, huống hồ gì người không biết. Thì theo cái câu hỏi của từng đoạn đó, thì con nghĩ rằng một người mà sanh ra ở đời này mà họ không biết nghe pháp, dù là họ ở trong cái giai cấp nào, dù là giai cấp vua chúa mà họ không biết nghe pháp, mà cũng trở thành bạo ngược. Mà nếu mà ăn mày ăn xin họ biết nghe pháp, cũng trở thành thánh thiện. Mà vua chúa biết nghe pháp cũng trở thành thánh thiện. Nên đó, con rất là hoan hỷ khi nhìn thấy như nước Thái Lan hay Thái Lào, hay là những cái nước mà họ vua chúa họ biết nghe pháp. Họ biết như vậy nên mà họ có sai lầm gì chút xíu đó, thì họ cũng tự hiểu đính lại được. Và họ cũng tìm cách để họ hạn chế lại được chút xíu. Còn nếu mà họ không có nghe pháp mà họ từ bỏ chánh pháp rồi, thì con nghĩ là cái việc ác gì họ cũng làm được. Thì con xin góp ý trong cái câu hỏi của thượng tọa hỏi, rồi con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic cho thượng tọa, nếu gì cần nói thêm thì con thỉnh thượng tọa nói thêm. Dạ. Sao chúng tôi kinh thượng tọa hợp đồng thượng tọa thủy quyền ấy, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thủy quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa thủy quyền khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thượng tọa thủy quyền, chúng ta thấy rằng thường thường người ta nói giết người trên đền mạng, nhưng mà bây giờ một người mà đã giết gần cả ngàn người rồi, sao chứng quả A-la-hán là niết bàn, vì nó không trả quả nữa, như vậy sao nghiệp báo không bằng hay không? Xin tổ quan nghĩ cho một vài lời về điểm này, kính thưa thượng tọa. Giảm volume xuống đi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Kha Giá, để chúng nghe rõ không? Dạ, quý vị, cảm ơn cho Phan cùng đại chúng. Chúng con kính lễ Đức Phật đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Đăng, tâm minh hạnh. Đức Tuệ Tri Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật mà nói, nếu như chúng ta thấy một cái như là Angulimala, tướng cấp Angulimala mà sát hại bao nhiêu sinh linh đó, mà chỉ tu chứng một cái, tự nhiên tu chứng là niết bàn luôn, rồi cái quả ác nó không có trả, thì phải nói tất cả cái tâm tư của mọi người đều có một cái, nghe nói cái gì đó mà chúng ta cảm thấy nó xót và nhối đau trong lòng.
Thành thật ra đây cũng là một cái lý và của cái nghiệp quả mà đã được biết bao nhiêu là giấy mực coi như là bình luận về cái chuyện này. Nhưng sự thật ra mà nói thì đứng trên cái nhìn của Phật học về cái nghiệp quả đó, nó có một những cái nghiệp gọi là ahosikamma, tức là vô hiệu nghiệp, cũng như là một cái công trạng quá lớn đi. Tạm ví dụ như vậy rồi rốt cuộc có thể là xóa được hết tất cả những cái tội của mình, cũng như mình đã làm đại tội nhưng điều cũng có công quá lớn thì thế là nó xóa tội. Thì dường như thế ấy, có thể nói rằng là này Angulimala nó có một cái phước, nó có một cái duyên đủ túc duyên là chứng đắc thánh quả, đạo thánh quả. Cho nên vì vậy ngày Angulimala ngày Niết Bàn luôn, thì mọi cái nghiệp quả gì đó nó trở thành vô hiệu nghiệp. Thì đó là một cái điều mà chúng ta phải nói như vậy. Còn lẽ thứ hai đó thì có một điều là nói về nghiệp quả thì nó, chúng ta không có thể phân lượng, phân đoán bằng một cái nhìn so sánh của chúng ta, bằng một trí tuệ mà thiển cận của chúng ta, mà chúng ta phân kỳ, phân định. Nó là như thế. Nhưng ít nhất nó cũng đã có quả hiện tiền. Là ngay cả ngày đi bác thì ngày bị một cái sự xua đuổi, ngày bị một cái sự khinh ghét của người đời một cách khủng khiếp, chứ không phải là một chuyện nhỏ đâu. Yeah. Cho nên vì vậy, đứng trên cái nhìn của Phật học thì nó thuộc về cái ô sĩ cầm nó vô hiệu nghiệp. Cắt đứt mọi cái sự chủng tử sinh tử, chủng tử nghiệp quả, chủng tử thiện ác của một người đã chứng thánh đạo thánh quả, nó là như thế. Và trong quá trình trình tu chứng, chúng ta thấy mọi người nó cũng có một cái duyên nó khác khác nhau. Cho nên chúng ta không có thể nào mà mình đứng ra cái nhìn bình tâm bình tĩnh của mình suy xét bằng một trí tuệ nó vô cùng là hạn cuộc của mình. Mình đi nghi ngờ chẳng lẽ lời Phật là vậy. Bây giờ so sánh như vậy thì chúng ta không thể nói được. Cũng như chúng tôi thường nói là nhiều khi mình thấy người ta ác, mình thấy người ta giết người, hay người thấy người ta làm những cái điều tội lỗi, mình khoan, hãy bình phẩm như người ta. Là như thế này thế nọ. Nếu như chúng ta rơi vào tình huống đó, liệu chúng ta làm ít hay là chúng ta còn làm nhiều hơn người ta nữa? Cho nên vì vậy chúng ta đừng có phân kỳ, phân ly đối với người ta, đừng có cứ bình phẩm người ta. Thì nói về cái nghiệp thì chúng ta không thể đoán định được, cũng như là đạo quả hay thiền định thì chúng ta không thể đoán định được bằng một trí tuệ nó thiển cận của chính chúng ta. Thì nói rằng nghiệp quả thì nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen, sự kết quả vừa trắng vừa đen, nghiệp không trắng không đen, kết quả không trắng không đen, vân vân. Nhưng có một cái loại nghiệp là nó vô hiệu nghiệp. Thì ở đây cái chuyện gì mà nó cũng có trên cuộc đời, chuyện gì nó cũng có trên cuộc đời này, những chuyện gì mà trong cái giới bất suy nghĩ của chúng ta nó còn có nhiều hơn thế nữa, nó có những điều mà đi ngược lại quy luật của càn khôn. Nhưng nếu như mình người ta không có đủ cái duyên cái phước thì chắc chắn rằng người ta sẽ bị một cái hậu quả rất là lớn, chứ không phải là không. Còn nếu như cái duyên phước nó đủ đầy thì người ta vượt qua. Người ta vượt qua, và chính Angulimala này vượt qua không phải tự động mà vượt qua. Cũng phải có sự tu chứng, cũng phải có sự hành trì và thành tựu trên cái sự kham nhẫn đó. Để đối diện với những nghịch cảnh, đối diện những cái tội lỗi mà mình đã tạo trong hiện kiếp này. Mà trước kia Angulimala đã tạo, thì Angulimala cũng đã hứng những cái sự sỉ vả cho đến mà phải nói là cả thân mình khủng khiếp mà. Và cuối cùng thì chính người ta nhìn thấy là người ta đã khiếp sợ. Và chúng ta thấy cái câu kinh mà Giác tu hăng phát kinh đi Ariya ya cha to phê cha nam mới sang chiếc chí bà năng chí vi ta vô rù bày giá. Này hiền tỷ, từ khi tôi sanh ra vào dòng thánh chưa hề có một ý nghĩ, có một cái tâm tư để sát hại sinh linh. Mong lời
chân thật này. Xin thiền. Quả thật thì mẹ rồi con vua. Thì chúng ta thấy có một căn đức mà cái câu đó xem như là câu chú luôn. Câu chú mà để nhằm cho chúng ta, nói rằng mẹ tròn con vuông đối với những người có cái sự cầu nguyện thì đến khó sanh hay là bất ổn gì đó thì chưa tăng thường đọc những cái bài kinh này. Thì kính thưa quý vị, trong cuộc đời này cái gì nó cũng có trơn, cái gì nó cũng xuất hiện được trơn. Chứ đừng có bằng một cái giới vứt nhỏ nhen của mình hay là một kiến thức nó hạn hữu của mình mà chúng ta lại đi bình phẩm thì lại không nên. Thì kính bạch thượng tọa, thì đứng trên cái nhìn của chính con suy nghĩ là như vậy. Nếu có điều gì cần được đúc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thu cái trường thượng tọa tuệ quyền. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc quý vị, một quý vị nào mà có đi ở và có theo dõi nhiều cái sinh hoạt văn hóa Ấn Độ đó, thì hai câu chuyện. Một là câu chuyện tướng Rúc Hoàng Lương, là câu chuyện Angulimala, và câu chuyện một kỹ nữ Hoàng Lương là câu chuyện của Thánh Ni Amphapali, là hai câu chuyện truyền đời, nghĩa là phổ biến giống như Tây Du Ký ở trong nền văn hóa Việt Nam vậy đó. Người Phật tử hay không phải Phật tử, quý vị cũng biết chuyện Tây Du Ký. Thì quý vị sang Ấn Độ, hầu hết người Ấn Độ mà có xem kịch kệ phim ảnh, họ đều biết tới câu chuyện Ngạn Nguyên Đi Bá Lá và câu chuyện của Thánh Ni Amapali, dù họ không biết nhiều về Đức Phật. Đó cũng là một đặc điểm rất là thú vị về câu chuyện này. Thật ra thì có rất nhiều điều để thảo luận, nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên chư Tôn Đức đã vào trong để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.